Xin kính chào tất cả các anh em đã đến với kênh review audio. Hôm nay em mới về được một chiếc đầu cassette của hãng Tech Modern C2. Dòng này rất là nổi tiếng ở trên thị trường, được nhiều anh em rất quan tâm yêu thích bởi vì máy được cả phần thu lẫn phần phát đều rất hay. Máy này được sản xuất vào những năm 1979 đến năm 1980 với size chiều ngang 44, chiều cao 15 phân và chiều sâu của máy là 37 phân. Máy cực kỳ gấu, rất nặng các bác nha, nặng khoảng 12 kg. Hàng đấu giá mới về từ Nhật, đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài. Bây giờ thì em mời các anh em mình cùng tìm hiểu chi tiết về phần ngoại thất trước này. Mặt máy được làm bằng một cái màu trắng sữa, rất đẹp. Máy sở hữu một cặp đồng hồ vu ánh vàng, nhìn rất là sang trọng. Đây là dòng 3 hẹc các bác biết rồi, dòng 3 đầu từ. Mặt là cự băng được làm bằng nắp mica hở trọn, chúng ta nhìn thấy này. Cả phần đầu từ bánh tì bên trong còn rất là mới các bác nha. Đấy, rất là xịn luôn. Leng keng, chiếc này thì leng keng rồi. Khả năng thu phát hoàn hảo. Em mời các bác chúng ta ngắm nhìn trên nóc này. Các bác thấy là chiếc này có rất nhiều chân jack kết nối. Ngoài cổng line in layout thì máy còn có rất nhiều những cái cổng kết nối khác các bác ạ. Rất là chuyên nghiệp luôn ạ. Tech C2 sử dụng điện 100V, số thế gì 4955, made in Japan. Còn bây giờ thì em mời anh em mình cùng ngắm nhìn nội thất rất là gấu. Dòng này nội thất thì các bác nhìn thấy là bo mạch phủ kín máy luôn. Máy nặng trịch. Chiếc này thì nội thất leng keng sắt si 7 màu. Em sẽ chi tiết từng góc cạnh anh em mình nhìn ngắm. Đây chúng ta thấy là cái phần motor vàng ươm này. Rất đẹp luôn. Kể cả là những cái cạnh bên hông. Đấy các bạn thấy không? Cạnh bên hông là sắt si 7 màu nha. Vàng ươm vàng óng luôn nha. Cái góc máy quay này thì nó hơi bị ngược ánh sáng thì các bác có thể không nhìn thấy rõ lắm. Một sắt si là vàng ươm luôn. Quá đẹp. Nhưng con này thì trước sau trong ngoài các bác cứ an tâm về độ đẹp. Kể cả chúng ta nhìn thấy cái phần nhựa bên trong này còn trắng tinh trắng ngần luôn nè. Rồi em mời anh em mình ngắm nhìn cạnh bên hông còn lại nha. Đấy, lan can, một chiếc máy quá đẹp luôn. Em nâng cạnh bên hông mời anh em mình ngắm này. Đẹp chưa? Sắt xi 7 màu này. Kể cả dưới đáy luôn các bác thấy không? Dưới đáy là vàng ươm luôn nhá. Quá là xuất sắc luôn. Chúng ta nâng một tay khá là nặng luôn. Chiếc máy rất là gấu luôn. Bây giờ xin mời các bác chúng ta trải nghiệm chất âm, khả năng thu phát trên đầu Tech C2. Hôm nay thì em xin mời các bác chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chất âm thu phát trên một ca khúc trong một CD mới của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người. Đây, em sẽ chọn nguồn phát từ một chiếc đầu tách luôn. Đây, bấm play. Đấy, rồi trên này chúng ta sẽ bấm play và decode đồng thời các bác này. Suộc này. Các bạn thấy không có sự khác biệt nhá. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người. Nhớ mắt một thiết tha một chiều sâu nhẹ bay. Nhớ chẳng người ấy tình đồng. Anh giờ đang ở nơi nào? Bao lần hẹn hò dưới mưa.
Đấy, các bác thấy là không có một sự khác biệt nào luôn nhá. Máy vừa thu vừa phát luôn đấy. Rồi bây giờ thì em sẽ tu lại cái phần vừa thu, mời các bác chúng ta cùng trải nghiệm lại chất âm nhá. Đấy, máy có volume output luôn các bác nha. Rất là tiện lợi, chúng ta có thể sử dụng như một chiếc dề được luôn. Đấy, các bác thấy là như vậy là đã hết cái phần chúng ta mới thu rồi. Phải nói là máy thu phát quá hoàn hảo luôn, xuất sắc, đặc biệt là cái chất âm. Các bác nghe thấy nó rất là dày tiếng, mộc tiếng, nhưng mà cái tiếng nó rất là mềm, ngọt. Dòng này phải nói là tại sao được nhiều anh em đánh giá rất cao là như vậy. Cái về chất lượng phần phát thì các bác biết là những cái dòng mà đèn vu thì tiếng nó rất là dày, mộc. Tiếng nó rất là hay. Phải nói là tuyệt vời, xuất sắc luôn, trung thực. Nhưng mà riêng về cái dòng C2 này thì nó lại được cả thu lẫn phát luôn. Đấy, phát thì nó là quá hay dòng đèn vu rồi. Nhưng mà về phần thu thì các bác thấy là cực kỳ xuất sắc. Với cái dòng C2 này nó là một trong những cái dòng máy chuyên nghiệp cho phòng thu các bạn. Cho nên chúng ta thấy là khả năng thu thì tuyệt vời. Phát thì nó quá là nổi tiếng. Một chiếc máy quá đẹp hoàn hảo từ trong ra ngoài. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại 0916950595. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Review Audio. Xin kính chào và hẹn gặp lại.